Xin chào các bạn, quay lại với kênh nghề của tôi. Và ngày hôm nay thì chúng ta cùng đi tìm hiểu xem là ở đằng sau kia có gì nóng thế. Ở Lào Cai thì bây giờ đang là 8 đến 10 độ. Đằng kia tôi thấy mấy ngày hôm nay tôi đi qua thấy 1, 2 giờ đêm bạn ấy vẫn đang hí húi, bạn cắm hoa mà loa đài âm mỹ vui như chảy hội luôn. Thì ở đây mình xin giới thiệu bạn ấy tên là Quốc Hoa nhá. Quốc nhưng mà bán hoa gọi là Quốc Hoa. Của bạn nam rất cực kỳ là khéo tay luôn. Sinh năm 87 bằng tuổi mình. Và ở Lào Cai theo như mình biết thì bạn ý mà cắm hoa là số 2, không ai dám nhận là số 1 luôn. Chúng ta cùng đi nhá. Đi. Đây là ông chủ Quốc Hoa nhá. Xin chào. Bắt tay cái, đang giở tay vẫn cố bắt tay cái. Bạn Quốc là sinh năm 87 bằng tuổi mình. Chủ của thương hiệu Quốc Hoa. Thì xin chào các bạn. Quốc đang làm cái tiểu cảnh gì đây? Mình đang làm một tiểu cảnh nó có chủ đề là đạo Phật. Chủ đề liên quan đạo Phật. Thấy là có không, mấy cái này là mình đang chuẩn bị để gỡ ra. Lại gỡ ra. Đây là một cái khuôn thôi, còn tí nữa mình sẽ gắn những cái liên quan đến đạo Phật vào đây. Theo như mình biết thì ở Lào Cai này bạn ấy là người bán cái hoa lan hồ điệp này đầu tiên ở Lào Cai luôn. Có trước khi có chợ hoa bán mà bạn ấy đã bán trước rồi cơ. Xong rồi ra chợ hoa thì bạn là người đầu tiên ở cái chợ hoa mỗi dịp xuân về ấy. Là chợ hoa ở Lào Cai bạn ấy bán đầu tiên và mình thấy là chắc là số lượng là nhiều nhất đúng không? Gian cơ bản to nhất đúng không? Số lượng là nhiều nhất. Thế năm nay chợ hoa chưa có thì có ra chợ hoa tiếp không? Hôm nay mình cũng đang dựng ngoài đấy thôi. Đang dựng ngoài kia thôi. Còn đây là ở cơ sở nhà bạn ấy nhá. Trong một cái kim ở đây có một cái này. Rồi, quay sang bên kia đường này. Đấy, ở góc bên kia đường có một cơ sở của bạn ấy nhá. Đó. Ở bên đó thì anh em cũng đang cắm hoa. Bạn Quốc Hoa này rất là nổi tiếng, ví dụ như là 20 tháng 11 này, 20 tháng 10, 18 tháng 3 này. Thì chắc là bạn kiếm ăn chính vào những ngày đấy nhỉ? Thu nhập ngành hoa chủ yếu là những ngày vậy. Đây gọi là giai bán hoa nổi tiếng đấy. Ở đây thì chủ yếu là chỉ có lan hồ điệp thôi đúng không? Đúng rồi. 100%. Mình không dành về hoa lắm, bạn có thể giới thiệu qua ví dụ như là lan đây. Hồ điệp thì cái này thì nó gọi tên là gì nhỉ? Đây là màu đỏ địa chủ. Đỏ địa chủ. Màu này năm nay đang tên của hoa đấy là như thế luôn. Đúng rồi. Mỗi năm họ có một cái màu hoa khác nhau. Màu khác nhau, có nghĩa là mỗi năm họ sẽ phát triển ra được khá nhiều màu khác nhau. Thế thì cái hoa này thì bạn nhập ở đâu? Mình nhập Đà Lạt. Đà Lạt, mình thấy tưởng là Trung Quốc về nhiều lắm mà. Hoa Trung Quốc là sao đẹp bằng hoa Đà Lạt như này được? Đây là bông hoa Trung Quốc thì đứng lùi đây nhìn cho bông hoa này. Đấy. Bông hoa Trung Quốc thì hình như ở đây mình có vài bông, nó rất là ngắn kia thôi. Nó ngắn thôi. Nếu mà không phiền thì nhờ Quốc có thể chỉ cho mọi người làm sao để phân biệt đâu là hoa lan Đà Lạt và đâu là hoa Trung Quốc không? Cái này có phân biệt được không? Phân biệt được. Phân biệt được, mắt thường nó rất là dễ thôi. Thì đấy, cũng nhờ mọi người đây. Nhờ Quốc chỉ cho mọi nếu người mà mình nhìn trên cơ bản là cùng một loại màu nhá. Nếu mà hoa Trung Quốc thì nó chỉ ngắn được một đoạn bằng này thôi. Nó nhỏ hơn, gầy hơn. Tính từ gốc lên nó có dài cao bằng như này được không? Nó không thể. Thể nào dài bằng như này được. Rồi. Thế còn ví dụ như số lượng cái bông hoa thì sao? Số lượng bông hoa thì có thể nó bằng nhau nhưng mà về cái cự ly bông hoa này. Độ to, độ bền của nó thì chắc chắn nó không bằng hàng Đà Lạt của mình được. Rồi. Nhưng mà bền thì làm sao mình phân biệt được là nó có bền hay không? Vì mới mua, lúc mình mua thì nó vẫn tươi mà nó có... Cái này là chủ yếu là do cái thật thà của người bán là cái thứ nhất. Cái thứ hai là kinh nghiệm của người mua là cái thứ hai. Rất nhiều người ta nói là Trung Quốc là Đà Lạt, hoặc là những cái bông nào mà đẹp của Trung Quốc cũng nói là Đà Lạt. Ví dụ như giá thị trường bây giờ một bông hoa Trung Quốc bao tiền, một hoa Đà Lạt một bông hoa Trung Quốc hiện tại mình đang bán với giá là 170.000 một cành lên chậu. Còn bông hoa Đà Lạt này mình đang bán với giá là 350.000 một cành. Gấp đôi luôn. Gấp đôi. Vậy ngoài cái cánh hoa to hơn thì có cách nào phân biệt được không? Không đúng không? Về cơ bản là mình sẽ nhìn nếu mà đặt hai cây bên cạnh nhau ấy thì nhìn nó sẽ rất là rõ ràng. Để mình đặt thử cho bạn xem nhá. Ok. Đây rồi. Bạn Quốc thì bạn đã lấy ra hai cái cành hoa. Hai cành hoa, một cành là của hồ điệp Đà Lạt mình. Đấy, chắc gắn bên phải là Đà Lạt rồi. Đúng rồi. Đúng không? Nó mình thấy số lượng bông nó nhiều hơn này. Hoa nó cũng to hơn này. Đó. Bên này cũng cùng một loại nhưng mà nó bé hơn. Bé mà mình cảm giác luôn. Như cái màu của nó cũng không tươi bằng đâu. Cánh vẫn là màu hơn. Trắng nha, nhưng cái màu trắng này nó rất là trắng. Chính xác luôn. Màu này thì nó nó bị hơi pha cháo lòng một tí nha mọi người nhá. Hay là do cái này bị bẩn đấy? Không phải bị bẩn đâu. Bông hoa nó như thế mà. Tưởng là nó lại bụi bẩn, nó thành màu cháo lòng nhưng không phải đâu mọi người ạ. Cái màu của nó không trắng muốt như cái bên này đâu. Cảm giác ở cái giữa này này, nó trắng hơn rất nhiều.
đấy, mình cảm quan nhìn qua thì mình cũng sẽ phân biệt được đâu là Đà Lạt, đâu là Trung Quốc đấy. Lùn hơn mọi người hơn. Rồi, tay của mình thì gang là 23 cm nha mọi người. Đó. Đó. Nó phải đến mười mấy cm nhỉ? 15 cm. 15. Còn bên này thì chắc chắn chỉ được 10 thôi. Đấy, chỉ một nửa bàn tay của mình thôi. Đấy, một ngón tay. Đấy, mọi người có thể thấy. Thế thì quốc bán hoa này là có thị trường Lào Cai không hay là có thì ship đi các tỉnh khác không? Mình có bán gọi là hỗ trợ rồi tất cả công việc rồi có thể liên quan đến các tỉnh khác. Anh em làm các tỉnh khác rất là nhiều. Thế nhưng mà không, ví dụ như là bạn lên giỏ như này, bạn cắm này, mình thấy rất là đặc biệt vì là lan bạn cắm cả có cả kiểu decor, kiểu tiểu cảnh rồi các thứ cảnh. Các thứ chứ nó không đơn giản là một chậu lan không, đúng không? Đúng rồi. Thế ví dụ như mà người ta muốn bạn build một cái này như thế này xong rồi bạn ship cho người ta thì có ship không? Cái này mình có mà. Gần như là ngày nào mình cũng ship một chậu đi Hà Nội. Ngày nào cũng ship một chậu đi Hà Nội. Hà Nội chắc chắn rồi. Thế đúng còn rồi. Những cái tỉnh xa khác thì tỉnh có... xa là có Thái Nguyên rồi Yên Bái. Việt Trì rồi thậm chí là cả Hải Phòng mình cũng đã gửi đi, có chậu xa nhất là mình đã gửi đi Thành phố Hồ Chí Minh một chậu. Ồ. Thế là có nghĩa là lên chậu xong rồi. Đúng rồi. Lên chậu xong mới xong gửi là đi. Cái người đấy là người đi buôn hàng Trung Quốc ở trên này. Người ta tiện cái xe công người ta đi về Thành phố Hồ Chí Minh là người ta mua luôn một chậu về xong đấy người ta chơi. Nói chung là quốc thì có kinh nghiệm về chơi lan, chơi hoa, bán hoa, bán lan này lâu năm lắm rồi. Thế thì cho mình hỏi là cái cơ duyên nào để mà quốc gây dựng lên cái đế chế hoa ở Lào Cai như thế này? Thực ra mình có những người thầy. Mình có những người thầy rất là giỏi và họ rất là mạnh. Thì cơ bản là người thầy là người truyền cho mình cái nguồn cảm hứng. Đúng rồi. Thì mình cứ nhìn thấy họ là cái nguồn cảm hứng, là động lực cho mình để mình vươn lên làm sao cho mình như họ hoặc là hơn họ nữa chẳng hạn. Đấy là mục tiêu tất cả mọi người làm nghề đều có những cái khát khao như vậy. Mình thấy thì ở đây là quốc đã phải gần một tháng rồi đúng không? Ở đây đúng rồi, chính xác, mình đã bán ở đây gần một tháng rồi. Chứng tỏ là cái lan này nó chơi được rất là bền đúng không? Chính xác. Chơi, ví dụ nhiều như người một giỏ lan, một cậu hoa như này thì chơi được bao nhiêu lâu? Bình thường nếu mà tớ chăm sóc tốt thì tớ sẽ chăm sóc được cái cây này khoảng tầm 3 tháng, 2 tháng rưỡi đến 3 tháng. Uầy. Có cái cách nào mà để... À, thế còn liên quan đến chăm sóc đúng không? Thế có cái cách nào mà quốc có thể hướng dẫn cho mọi người, những người đã mua lan của quốc hoặc là những người muốn chăm lan thì có cái cách nào để chăm sóc cái cây lan này cho nó được bền không? Thực ra nó thì cây lan thì nó cũng giống con người. Nó cũng cần ánh sáng là một, ánh không gắt quá. Tưới nước 2-3 ngày, 4 ngày, 5 ngày một lần, không được nhiều quá. Cái gì nhiều quá cũng không tốt. Và cái quan trọng nhất là không khí phải được lưu thông là thoáng đó. Thì cái chậu lan này cũng phải lưu thông. Đúng rồi. Thì cái chậu lan này chơi tốt nhất là ở phòng khách nhưng phải gần khu có cửa sổ hoặc là ánh sáng liên tục. Rồi. Chứ nếu mà không có ánh sáng này, ở trong bóng tối lâu này, cộng thêm với lại điều kiện nhiệt độ nó không đảm bảo thì chắc chắn là cành lan này nó chỉ chơi được khoảng nửa tháng đến một tháng là cùng thôi. Cái nhiệt độ của cây lan này nó... Nhiệt độ cây lan này trung bình dao động từ khoảng tầm từ 16 cho đến 25. 16 đến 25 độ. Đúng rồi. Có cách là tưới, có được phun nước thẳng vào hoa. Nói chung là không lên tưới nước vào hoa. Chỉ lên tưới nước vào gốc, vào lá thôi. Vào gốc, vào lá. Đúng rồi. Ok, đó các bạn có thể dựa vào đây để chăm sóc làm sao cho chơi cái cây hoa lan này nó được bền nhất nhé. Chắc là qua rằm là thoải mái rồi. Vì bạn bảo mấy tháng cơ mà. Rồi, đây, ở trong kia đang có một bạn làm cũng đang trả một cái đơn khá là khổng lồ trong cho nhà. Cho mình đấy. Dẫn mình đi qua một quanh bạn vào trong tham quan đây. Cái gian hàng nhà mình. Ví dụ như cái chậu này thì ý tưởng là cái gì đây? Ý tưởng là cảnh thiên nhiên, ở bên trên nó là cây tùng. Ở bên dưới là cảnh cây cầu và một cái tháp chùa bên này và có một ảnh gọi là tượng An Nhiên. Rồi. Mang lại chậu gọi này là... thì bao gồm bao nhiêu cảnh? Chậu này thì mình cũng không nhớ số cảnh lắm nhưng mà nó rơi vào tầm mà 15-17 triệu gì đó. Đây là cái giỏ này có giá là 15-17 triệu nhá, bao gồm cả phí vận chuyển đấy. Đúng rồi, cả phí vận chuyển đấy. Cả phí vận chuyển đấy, nhưng mà quyển nội tỉnh Lào Cai thôi nhá. Rồi ví dụ như cái chậu này thì sao? Những cái chậu nhỏ như thế thì ở đây thì mình chỉ bán khoảng tầm 2 triệu, hơn 2 triệu một tí thôi. Cũng có tiểu cảnh nhỏ này đó, gồm cả những cái cây hoa khác nữa đấy, chứ không phải là riêng lan không nhé. Đây ví dụ chậu này chẳng hạn, chậu này để ở góc phòng khách hoặc là gần đây những cái chậu như này thì là khách đặt là 10 chậu như thế này để mang đi biếu tặng. Mang đi biếu tặng đúng rồi. Đi vào đây phải khéo ấy nhá. Mỗi cành này trị giá là một con gà đấy các bạn ạ.
mình hay đá thúng đụng nia lắm. Đó. Ôi, rất nhiều luôn. Bạn ấy làm cả tháng này rồi mà. Đây là gần như là bán hết rồi, ngày nào mình cũng về hoa mới. Ngày nào cũng về hoa mới luôn. Đúng rồi, ngày nào cũng có hoa mới và ngày nào cũng sản xuất để trả đơn. Đây là những cái đơn mình đang trả trọng này khoảng gần 200 cành. Gần 200 cành. Trọng này đang trả đơn cho khách. Đó. Đây có cái đồng hồ luôn nha mọi người này, thấy không? Để phòng khách rất là đẹp luôn. Đấy, thấy không? Mình thấy thì ở Lào Cai là có mỗi mình Quốc là chơi gọi là bán lan mà ghép trên những cái này không lũa. Nhiều người làm á? Rất nhiều người nhưng làm. Nhưng mà Quốc làm đầu tiên thì sao chứ? Đúng rồi, thực ra nói thì bao giờ không ở Lào Cai. Tiếp. Mình đang nói ở Lào Cai. Ở Lào Cai mình làm đầu tiên. Đó. Vì ghép lũa thì mình ghép lũa thì nó đã ghép khoảng tầm vài năm trước, hàng chục năm trước rồi. Còn bây giờ thì mỗi người sẽ sáng tác ra một kiểu nó khác nhau. Nhưng mà ở dưới xuôi thì đâu có nhiều gỗ lũa đâu, mình chất Tây Bắc mình mới nhiều chứ. Thì ở dưới xuôi thì nó có vùng Thanh Hóa, Nghệ An nhiều. Thanh Hóa, Nghệ An nhiều. Đúng rồi. Đó. Những ghép trên những cái gỗ lũa này nó rất là đẹp. Bởi vì là mình đâu có cần phải nhiều quá nhồi nhét quá nhiều một cái chậu quá nhiều cái cành lan vào đâu đúng không? Sao cho nó hòa hợp nó đẹp là được. Đúng. Chậu này mình thấy chi chít này, quá nhiều luôn. Chậu này nó sẽ rơi vào tầm khoảng 25 triệu cái chậu 25 này. 25 triệu một chậu này. À, bao gồm cả một cái bàn này. Đấy, bao gồm cả cả cảnh nữa. Có nước chảy rồi, khói đèn, thiếc các thứ các kiểu nha. Thì hiện tại là mình cũng chưa đang chưa cắm điện. Đấy, rất là đẹp. Để nhà làm phòng khách rộng mà để cái này thì thôi. Đây, mọi người nhìn này. Đấy, liêng vào xuống dưới này. Đấy, thấy không? Hổ này cò trắng hạc kìa. Đấy. Đây là hình như cây sen đá thì phải. Đấy, những cái tiểu cảnh ở đây cái chân này đẹp luôn. Này mà sương khói nó bay nữa thì quá đẹp luôn. Lùng wow, hết rồi. Đèn hắt này. Cho nó đẹp. Tức là một chậu lan này không chỉ là riêng lan đâu, nó có cả decor nữa. Đó, một tác phẩm. Con công con phượng này. Con công con phượng này thì bao tiền đấy ở Quốc ơi? Con đấy là 25 triệu. 25 triệu. Đó, bao gồm đấy, công phượng. Mình thấy cái gỗ này nó đã giá trị rồi. Rất đẹp. Ok, bây giờ thì mình ra nói chuyện tiếp với Quốc nhá. Quốc bắt đầu bén duyên vào nghề hoa được bao nhiêu năm rồi? Nếu mà nói mà tớ bén duyên nghề hoa ấy thì nó từ thuở nhỏ. Từ nhỏ? Từ nhưng nhỏ. Mà chính thức làm hoa là ở Lào Cai này mà. Làm hoa ở Lào Cai này thì tớ làm hoa lan hồ điệp từ lúc tớ 20 tuổi. 20 tuổi? Năm nay là 36, 37 rồi. 37, 38 đấy. 37, 38 rồi. Mấy năm rồi mọi người ạ? Kinh nghiệm. Có năm nào có năm nào bị lỗ chưa? Tất nhiên là phải có chứ. Có luôn hả? Có, một năm mất rất là nhiều. Mất rất nhiều. Thì đấy là năm không có kinh nghiệm thôi. Cái hoa này mà nhập trong Đà Lạt ra thì chắc đi được máy bay rồi. Đúng rồi, tôi đi máy bay đấy. Đi thẳng máy bay ra đấy. Trung bình ở đây thì có bao nhiêu nhân công? Nhà mình có tổng hình như là gần 10 người. Cả người nấu cơm nữa, phụ việc nữa. Có nhận học viên đào tạo? Có chứ. Mai ai... tới đến chắc là tới cũng khéo tay. Hợp lý. Học phí là bao tiền đấy? Học phí thì trả bằng tình cảm được rồi. Trả bằng tình cảm được rồi. Ở đây tớ cũng dạy mà. Ai cũng dạy. Nhưng cái nghề lan này thì dạy nó cũng dễ thôi. Quan trọng là cái cảm hứng của mình đến đâu, mình học hỏi đến đâu thôi. Không, ngoài lan ra thì kể cả những cắm những cái giỏ hoa mà, ví dụ như 20 tháng 10 đấy, những giỏ hoa sự kiện ấy, khai trương rồi các thứ đấy cũng có mà đúng không? Có. Đó. Đó là những cái cây hoa. Chiếc vào giống kia kìa. Đấy, những cây hoa mà ship từ trong Đà Lạt ra đó. Thì sẽ lên chậu như thế này. Rất cẩn thận vì gãy một phát là mất con gà. Chính xác là gãy một cái là mất một con gà luôn. Nó cũng không đơn giản là việc chỉ có nhấc cái giỏ hoa ra và đặt vào đâu. Cái việc gãy hoa này là việc thường xuyên đây. Mình gãy khá là nhiều cành. Những cành gãy là lấy những cành gãy thì mình cho bạn xem, mình đã phải bỏ ra ngoài đây, rất là phí. Rất là phí. Không làm gì sao được cả, nó chỉ bị gãy thôi. Không có cách nào khác để giải quyết nó cả. Bằng cách chỉ có vứt đi thôi. Đúng rồi. Như thế là lỗ đấy. Cái việc này là việc không may trong cái giai đoạn sản xuất thôi nên là nó cũng không thể tránh được. Đầu tiên thì Quốc học nghề ở đâu? Thầy. Tự học. Tự học, tự mày tự mò. Học.
nếu mà nói là để mình học được thì mình không có thời gian, chỉ có một tiếng thôi. À. Chỉ một tiếng thì nhìn ông ấy ghép cái chậu hoa này xong là mình phải đi về thôi. À. Đúng rồi, nhưng mình không được ai chỉ cả. Còn việc học là nhưng mà người thầy đó ở đâu? Hải Phòng. Ở Hải Phòng. À. À. Lúc đấy mình còn đang là một thằng gọi là thanh niên. À. Thanh niên. Thanh niên đi ra bán hoa, đi học ghép hoa ở tận Hải Phòng nhé. Trung bình là một cái vụ Tết này là nhập về bao nhiêu chậu? Cái này mình không đo được. Có những năm thì hàng vạn, nhưng có những năm chỉ vài nghìn thôi. Ví dụ năm nay là bây giờ bao nhiêu nghìn bông rồi? Như mình hiện tại đến bây giờ là khoảng tầm 45 nghìn bông rồi. 45 nghìn bông rồi? À. 300 nghìn một bông, nhân với cứ cho là 5 nghìn đi. 300 nghìn, 5 nghìn là 1 tỷ rưỡi. 1 tỷ rưỡi tiền nhập hoa rồi. Ok. Đúng rồi. 1 tỷ rưỡi tiền nhập hoa, chưa kể chậu. Chưa kể chậu. Chưa kể chậu. Chưa kể đề co. Cắm cái này thì ví dụ như mình lựa theo cái thế này xong mình cắm những cái hoa vào đúng, theo, rồi. Đúng không? Mình sẽ lựa theo cái thế của cái khung gỗ. À. Làm sao một cái chậu hoa theo như mình hiểu ấy thì ví dụ như tùy thuộc vào việc cái chậu hoa nó để ở vị trí nào trong phòng khách. Ví dụ để giáp tường thì nhìn chỉ cần một mặt nó đẹp thôi đúng không? Đúng rồi, để giáp tường thì chỉ cần một mặt là nó đẹp rồi. À. Ví dụ như chậu này là tớ sẽ khách hàng yêu cầu và đặt là để cái mé này vào trong tường. À. Thì tớ sẽ làm nó xòe ra hai bên và xòe ra đằng trước. À. Đó, thì làm sao mà còn những cái chậu mà để ở giữa nhà thì góc nào nhìn nó cũng phải đẹp. À. Đúng rồi, mình góc sẽ làm hình tròn. Còn những cái góc mà để giáp tường thì sẽ chỉ để một cái mặt chính nó đẹp. Đúng rồi, chỉ để mặt chính của cái chậu hoa thôi. Không như Quốc nói thì không cần thiết phải nhồi quá nhiều cái cành hoa vào trong một cái chậu đâu nhá. Làm chính sao cho nó hài hòa chứ không phải là cứ nhồi thêm nhiều chậu hoa vào để lấy tiền đâu, không phải. Vấn đề là nhìn nó phải hài hòa và nó đẹp, chứ nhìn nhiều quá nó lại rối. Nó chia tầng làm sao để có những điểm nó cũng giống như kiểu mình quay phim chụp ảnh. Nó sẽ có chính, có phụ. Làm sao không có những cái điểm trong cái khung hình nó không có những cái điểm bị thiếu, không có chỗ nào trống. Nó cũng giống như quay phim chụp ảnh của nó thôi. Chính xác. À, nó sẽ phải... Thực ra nó thì những cái công thức, ví dụ công thức về tông màu này, công thức về không gian thì kể về cơ bản thì ngành hoa bọn mình cũng sử dụng cái công thức đó. Bố cục chẳng qua là cái từ ngữ chuyên ngành nó khác nhau. Đúng rồi. Từ ngữ chuyên ngành nó khác nhau. Đại loại là làm sao mà nhìn tổng thể vào là nó phải hài hòa. Đúng rồi, nó hài hòa. Không phải là nhìn vào nó cứ nhồi quá nhiều vào nó rối chả để làm gì cả. Nó phải có chính có phụ. Giống như vậy. À, mình có thưa cái chỗ bạn Quốc đang đứng này, nhà mình chỉ ở ngay kia thôi và mình đi qua đây rất là nhiều. Mình hay đi làm về đêm, 1 giờ đêm mới thấy bạn hí húi làm. Có những hôm 3 giờ sáng vẫn thấy bạn hí húi bạn làm. Buổi sáng thì mấy giờ dậy? Buổi sáng thì có những hôm thì làm đến khoảng tầm 6 giờ sáng đi ăn sáng xong ngủ. Đi ăn sáng ngủ. Ăn sáng xong ngủ đến trưa thì dậy. Mà thấy 1 tháng nay rồi đúng không? Một tháng nay rồi. Nói chung là bạn Quốc thì những ngày ngày bình thường thì ít thôi, có nhân viên làm. Còn những ngày ví dụ như 21 những ngày lễ ấy, mình thấy là bạn ấy bày hoa gọi là tràn ngập nhà các cơ sở luôn. Đấy, gọi là nghề chính kiếm cơm mà những ngày đó. Thì nghề đặc thù này nó là như vậy. Ví dụ như ngày đây, những vụ Tết như này thì bạn làm cả 1 tháng này rồi. Và gọi là gần như là đơn đặt đúng không? Đúng rồi, đơn đặt. Có cả những người mang hoa đến cho bạn cắm thuê nữa. Đúng rồi. Thì nhiều người là tin tưởng vào tay nghề của bạn Quốc nên là người ta mang đến đây để cho bạn Quốc decor lại hoặc là cắm lại những cái chậu hoa làm sao cho nó hài hòa. Thì đấy là tư duy nghề nghiệp của bạn ấy rồi, trong đầu bạn ấy rồi. Cái này thì rất khó để mà nhận xét được là đâu là đẹp, đâu là không đẹp. Đúng rồi. Đấy, mình công nhận là như vậy. Đẹp còn... xấu thì là vấn đề này sẽ do khách hàng đúng cảm rồi. Nhận. Sở thích, tôi thích ăn mỡ, tôi thích ăn thịt nạc nó khác nhau nhưng mà vẫn quan trọng là nhìn nó phải hài hòa. Hài hòa. Đó. Thì hôm nay thì đây một chia sẻ nhỏ, một clip nhỏ mình giới thiệu mọi người về nghề cắm hoa của bạn Quốc. Nếu như mà ai muốn học nghề thì bạn Quốc cũng có dạy nghề nhá, đào tạo. Mình sẽ để số điện thoại của bạn Quốc ở dưới clip này để cho mọi người có thể liên hệ với bạn Quốc. Bạn ấy ở Lào Cai, thành phố Lào Cai luôn. Và theo như mình biết thì bạn Quốc hiện tại đang là số 1 về cắm hoa ở Lào Cai nhá. Kể cả về lượng khách hàng lẫn những cái chậu hoa VIP, giỏ hoa VIP. Mọi người cứ liên hệ bạn Quốc nhé, mình sẽ để số điện thoại bạn Quốc ở đấy. Rồi, xin cảm ơn Quốc vì clip nhỏ. Cảm ơn. Rồi, chào Quốc nhé. Chúc năm nay là đại thắng nhưng không okay. Không lại mất công 1 tháng thức đêm thức hôm. Okay, cảm ơn. Cảm ơn nhé.